Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, nối liền và bảo tồn cánh tay trái của bệnh nhân bị đứt lìa do tai nạn lao động. Rạng sáng ngày 6 tháng 11, bệnh nhân BMT, 36 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, đang vận chuyển vật liệu xây dựng tại công trường. Tay áo bị vướng vào bánh răng của rồng rọc nên bị cuốn vào và bị cắt đứt lìa cánh tay trái. Bệnh nhân được sơ cứu và chuyển ngay vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cùng với cánh tay trái bị đứt lìa. Ekip phẫu thuật gồm các khoa hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương bỏng, ngoại lồng ngực và khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đã hội chẩn khẩn và nhận định thấy đây là tình trạng rất nặng, thời gian rất gấp rút để nối nhằm cứu sống chi. Thời gian phẫu thuật diễn ra hơn 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ về chấn thương chỉnh hình sẽ cố định xương gãy trước. Tại vì mình phải cố định được cái xương thì bắt đầu mình cắt thành phần khác, mình mới không nối phục hồi được. Thì sau khi cố định xương gãy, các bác sĩ về lồng ngực, ekip lồng ngực sẽ khâu nối những cái mạch máu để nuôi cái tay, khâu nối động mạch, khâu nối tĩnh mạch và khâu nối cái thần kinh. Mình sẽ cắt lọc những cái mô mà nó thương tổn, nó dập nát, rồi sau đó mình sẽ khâu phục hồi. Theo các bác sĩ, để thực hiện ghép chi thành công còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là việc bảo quản chi phải sạch ở nhiệt độ lý tưởng từ 5 đến 10 độ. Thời gian từ hiện trường đến bệnh viện sớm hơn 6 tiếng, ekip phẫu thuật phải trình độ chuyên môn cao. Hiện tại, vết nối cánh tay của bệnh nhân đang liền, bàn tay đã sống tốt, có cảm giác và đang trong quá trình hồi phục.